Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phú Quý Tài Lộc trực thuộc công ty Phong Thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi thông tin hữu ích mà chương trình cung cấp đều nhận được sự tư vấn và trợ duyên bởi thầy Master Phùng Phương, thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong Thủy Thế Giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Chuồn chuồn bay vào nhà là điềm báo phúc hay họa, xem ngay kẻo mất hết tài lộc, tiền mất tật mang. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, ông bà ta vẫn thường nói, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Theo quan niệm của dân gian thì chuồn chuồn là một loài vật vô cùng đặc biệt, có khả năng giao cảm rất tốt. Chúng có thể cảm nhận và dự đoán được những thay đổi của thời tiết, đồng thời cũng có những ứng nghiệm về mặt tâm linh mà con người không thể nhìn thấy được. Vậy nên khi có chuồn chuồn bay vào nhà, nhiều gia chủ sẽ lo lắng bất an, không biết liệu có chuyện gì xảy ra với mình hay không. Trong chương trình ngày hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ đến các bạn về việc chuồn chuồn bay vào nhà là điềm báo gì. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chuồn chuồn bay vào nhà là điềm báo phúc hay họa, xem ngay kẻo mất hết tài lộc, tiền mất tật mang. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về loài chuồn chuồn. Chúng ta thường thấy chuồn chuồn ở các vùng quê nông thôn hay những nơi có nhiều cây cỏ. Tại Việt Nam có hơn 500 loài chuồn chuồn khác nhau. Chúng đều có kích thước nhỏ, có bốn cánh và đều biết bay. Đa số chuồn chuồn đều có ích vì chúng ăn sâu, hại cây trồng, ruồi, muỗi. Đặc điểm nổi bật của chuồn chuồn là cái đầu to hơn so với thân và phần lớn được bao phủ bởi hai mắt kép lớn hai bên. Cánh của chuồn chuồn dài và rất mỏng. Ở một số loài còn có cả văn hoa trên cánh. Loài côn trùng này có ba cặp chân để có thể dễ dàng dừng đỗ cũng như giữ con mồi khi bay. Nếu như bạn thấy chuồn chuồn bay vào nhà, hãy chú ý nhé, vì có thể chúng đang báo hiệu một điều gì đó cho bạn. Để hiểu hơn về điềm báo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu đáp án chi tiết trong phần tiếp theo. Thứ nhất, chuồn chuồn bay vào nhà báo hiệu điểm tốt hay xấu? Có lẽ chúng ta ai cũng đã từng nghe qua câu chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đây là câu ca dao gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Qua đó, ta có thể thấy rằng loài chuồn chuồn còn có tác dụng giúp dự báo thời tiết chính xác. Đây là hiện tượng tự nhiên mà ông cha ta đã đúc kết dựa theo kinh nghiệm sống. Tuy nhiên, loài chuồn chuồn không chỉ dừng lại ở việc dự báo thời tiết, mà nó còn mang theo một ý nghĩa tâm linh khác mà nhiều người chưa thể lý giải được. Theo quan niệm thì chuồn chuồn bay vào trong nhà sẽ mang theo một điềm báo cho gia chủ. Liệu đó là điềm báo tốt hay xấu? Chuồn chuồn là hiện thân của gió và nước, đại diện cho tinh thần tự do, nên điềm báo khi chuồn chuồn bay vào nhà sẽ mang lại sự may mắn, an lành, thịnh vượng cho gia đình và các thành viên. Gia chủ sẽ được sống cuộc sống sung túc, giàu có và hạnh phúc. Cho nên bạn đừng xua đuổi khi chuồn chuồn bay vào nhà, vì làm như vậy sẽ đánh mất tài lộc của chính mình. Ngoài hiện tượng chuồn chuồn bay vào nhà mang theo điềm báo may mắn, thì những giấc mơ thấy chuồn chuồn cũng là những điềm báo trong tương lai mà bạn cần lưu ý. Thứ hai, nằm mơ thấy chuồn chuồn là điềm báo gì sắp xảy đến? Đàn ông chưa có gia đình nằm mơ thấy chuồn chuồn bay vào nhà là một điểm tốt. Bạn sắp gặp được ý trung nhân của mình trong tương lai gần. Nằm mơ thấy hai con chuồn chuồn đuổi nhau trong nhà thì bạn nên cẩn thận với những người xung quanh,
có thể ai đó đang có ý định nói xấu bạn. Đàn ông có gia đình mơ thấy chuồn chuồn bay vào nhà thì bạn nên quyết tâm và trung thành với vợ mình, vì có nguy cơ bạn ngoại tình rất cao. Nằm mơ thấy đôi chuồn chuồn đang đậu trên người mình trong nhà thì hãy chuẩn bị tinh thần, vì sắp tới sẽ có người tỏ tình với bạn, cả hai sẽ là một đôi tâm đầu ý hợp. Mơ thấy chuồn chuồn bay vào nhà và bắt được nó là điềm báo tốt lành về chuyện làm ăn. Hãy mạnh dạn đầu tư để đạt được thành công lớn lao. Phụ nữ nằm mơ thấy chuồn chuồn bay vào nhà cho thấy bạn luôn muốn tìm một người bạn đời lý tưởng. Mơ thấy chuồn chuồn bám trên người báo hiệu may mắn sẽ đến với bạn trong công việc. Có thể bạn sẽ thăng chức cao hơn. Nằm mơ thấy chuồn chuồn bay trước mặt trong nhà báo hiệu bạn sắp gặp được một người tài giỏi, và người ấy sẽ giúp bạn có cơ hội thăng tiến cao hơn. Nằm mơ thấy chuồn chuồn vào nhà rồi chết, đây là tin dữ. Bạn nên cẩn trọng trong những việc sắp tới, vì có nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc. Mơ thấy chuồn chuồn ớt bay vào nhà là điềm báo may mắn. Hãy luôn vui vẻ và tự tin trong cuộc sống. Nằm mơ thấy chuồn chuồn bị con khác tấn công cho thấy người đang có ý ám hại bạn sẽ không còn nữa, nên bạn có thể yên tâm và không cần lo lắng. Thứ ba, chuồn chuồn có phải loài vật mang đến may mắn không? Tùy thuộc vào nền văn hóa của mỗi quốc gia mà ý nghĩa của chuồn chuồn sẽ thay đổi. Đôi khi chuồn chuồn cũng mang ý nghĩa tiêu cực trong nhiều nền văn hóa, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn quy chụp là nó mang điểm xấu, bởi ở một số nền văn hóa khác, chúng từng được xem là dấu hiệu may mắn cho ngư dân. Cụ thể, ở những nơi có chuồn chuồn bay lượn sẽ có rất nhiều cá để đánh bắt, hoặc nếu nó bay cao quá đầu ngư dân thì đây sẽ được xem là một điểm báo may mắn. Trong lịch sử, biểu tượng của chuồn chuồn còn được sử dụng để ám chỉ tình yêu đôi lứa, và người ta cho rằng nó là loài vật mang đến sự may mắn. Ngày nay, loài vật này được mọi người sử dụng như là thứ có thể giúp họ buông bỏ quá khứ, thay đổi cuộc sống và khám phá những giấc mơ. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi khám phá về các điềm báo khi nhìn thấy chuồn chuồn bay vào nhà và các ý nghĩa của giấc mơ thấy chuồn chuồn khiến nhiều người băn khoăn thắc mắc. Phú Quý Tài Lộc cũng xin được bật mí thêm với bạn rằng biểu tượng chuồn chuồn trong phong thủy cũng mang rất nhiều ý nghĩa đặc biệt. Bạn có tò mò về ý nghĩa của loài vật nhỏ bé này hay không? Hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình nhé! Thứ nhất, ý nghĩa của biểu tượng chuồn chuồn. Bật mí với bạn rằng chuồn chuồn là loài côn trùng xinh đẹp đã tồn tại hơn 300 triệu năm qua. Nó là loài vật hoàn toàn vô hại và đã truyền cảm hứng cho nhiều câu chuyện thần thoại và cổ tích. Người Mỹ bản địa tin rằng loài côn trùng này thực sự là một con rồng bị sói đánh lừa biến thành một con chuồn chuồn. Trong thân thể của một con côn trùng nhỏ bé, nó sẽ không thể nào trở lại hình dạng ban đầu được. Ngoài ra, họ còn đặt nó là biểu tượng của sự nhanh nhẹn, ảo tưởng và sự thay đổi. Đó cũng chính là ba đặc điểm chung của loài chuồn chuồn được biết đến trên toàn thế giới. Trong nhiều nền văn hóa khác, chuồn chuồn còn đại diện cho vẻ đẹp và sự kiều diễm. Còn ở Nhật Bản, loài vật này rất được tôn kính và được xem là biểu tượng quốc gia của đất nước mặt trời mọc. Chuồn chuồn cũng là loài vật có đời sống ngắn ngủi, nên một số bạn trẻ tin rằng loài vật này chính là hình ảnh nhắc nhở bản thân phải biết trân trọng cơ hội, sống hết mình, không được bỏ lỡ cơ hội và lười biếng. Thứ hai,
biểu tượng bất tử của chuồn chuồn. Cũng giống như hiện thân của loài rồng, chuồn chuồn đã trở thành loài vật bất tử trong nhiều câu chuyện thần thoại trên toàn thế giới. Nếu tinh ý, bạn sẽ nhận ra tên tiếng Anh của loài vật này, Dragonlance, cũng được bắt nguồn từ rồng Dragon. Người Mỹ bản địa tin rằng loài côn trùng này thực sự là một con rồng. Đó là con rồng bị sói đánh lừa biến thành một con chuồn chuồn. Trong thân thể của một con côn trùng nhỏ bé, nó sẽ không thể nào trở lại hình dạng ban đầu của mình được. Ngoài ra, đối với người Mỹ bản địa, loài vật này là biểu tượng của sự nhanh nhẹn, ảo tưởng và cả sự thay đổi. Đây chính là ba đặc điểm chung của loài chuồn chuồn được biết đến trên toàn thế giới. Ngoài ra, trong nhiều nền văn hóa khác, chuồn chuồn đại diện cho vẻ đẹp và sự kiều diễm, nên nó thường được sử dụng trong nghệ thuật và thơ ca. Khi này, chuồn chuồn được đặt một số biệt danh khác như gáo nước ở Anh, pha lê cổ ở Trung Quốc. Thứ ba, những đặc điểm kỳ diệu của chuồn chuồn. Tương tự như loài bướm, loài vật này được nhiều nền văn hóa xem như loài vật mang nhiều đặc tính huyền diệu. Điều này là do vòng đời sinh trưởng của chúng và một phần còn là vì sự biến đổi màu sắc của cả con đực và con cái khi chúng già đi. Cụ thể hơn, chuồn chuồn mang một số đặc tính kỳ diệu như vòng đời, linh hồn, sự biến đổi và tái sinh, cảm xúc, tính siêu việt, sự biến đổi. Ngoài ra, chuồn chuồn cũng liên quan đến khả năng thích nghi hoặc khả năng trôi theo dòng chảy. Người ta tin rằng chuồn chuồn có thể di chuyển nhịp nhàng theo nhiều chiều khác nhau. Nó chính là sứ giả của những giấc mơ và ảo mộng. Loài vật này còn được cho là có sự liên kết với các nàng tiên, linh hồn thiên nhiên và các vương quốc của những sinh vật huyền bí khác. Quý vị thân mến, hy vọng là những chia sẻ trên đây của Phú Quý Tài Lộc sẽ giúp bạn hiểu hơn về các điềm báo lành dữ, hung cát khi chuồn chuồn bay vào nhà, cùng với đó là những ý nghĩa sâu sắc của loài vật tưởng chừng rất nhỏ bé này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.